Hình ảnh chụp phổi thể hiện hiệu quả của vaccine COVID-19. Bác sĩ tiết lộ hai bức ảnh chụp X quang cho thấy vaccine COVID-19 bảo vệ phổi như thế nào. Một bác sĩ ở bang Maryland, Mỹ đã chia sẻ hai bức X quang cho thấy hình ảnh phổi của bệnh nhân COVID-19 đã và chưa tiêm vaccine. Tiến sĩ Omer Awan, phó khoa chẩn đoán hình ảnh tại trường Y Đại học Maryland, cho biết có một sự khác biệt đáng kể giữa hình chụp X quang giữa hai nhóm đối tượng. Ở bệnh nhân đã tiêm chủng, phần lớn hình ảnh phổi có màu đen, đó là điều tốt vì màu đen thể hiện không khí. Tình trạng nhiễm trùng ở người chưa tiêm vaccine nặng nề hơn nhiều so với người đã tiêm, bác sĩ Awan giải thích. Bác sĩ Awan cho biết, các triệu chứng của một người đã chủng ngừa COVID-19 nhẹ hơn. Thông thường, những người chưa tiêm vaccine sẽ khó thở, có thể phải sử dụng liệu pháp oxy và có xu hướng phải vào khu hồi sức cấp cứu, vị bác sĩ bổ sung. Nhìn thấy hình ảnh này, bạn thấy rõ bằng chứng về hiệu quả của vaccine. Điều đó hữu ích hơn chỉ nghe mọi người đưa ra số liệu thống kê. Vị chuyên gia hy vọng những hình ảnh này sẽ thay đổi suy nghĩ của những người chưa tiêm phòng. Vào tháng 10 năm 2021, một bác sĩ tại trung tâm y tế Devanley ở Phoenix cũng chia sẻ những hình ảnh cho thấy tác động của virus đối với phổi của những bệnh nhân COVID-19 đã và chưa tiêm chủng. Tiến sĩ Sam Durrani chia sẻ, hình ảnh chụp phổi của những bệnh nhân được tiêm vaccine cho thấy không khí lưu thông nhiều hơn, với phần lớn phổi có màu đen, đồng nghĩa có rất ít hoặc không có tổn thương nào. Ngược lại, hình ảnh chụp phổi của người chưa tiêm vaccine cho thấy phổi bị tắc nghẽn, hạn chế lưu lượng oxy đi khắp cơ thể. Hiệu quả của vaccine với Omicron. Các nghiên cứu đã chỉ ra nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19 giảm 90% ở những người tiêm chủng đầy đủ. Trong trường hợp xảy ra ca nhiễm đột phá, rất khó có khả năng bệnh nhân phải nhập viện với các triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong. Các quan chức y tế đã khuyến cáo biến thể Omicron dễ lây nhiễm hơn và có thể dẫn đến ca bệnh ở người đã tiêm vaccine. Tuy nhiên, mũi tiêm nhắc lại có thể giảm nguy cơ trở nặng. Các loại vaccine hiện tại được kỳ vọng sẽ bảo vệ khỏi bệnh nặng, nhập viện và tử vong do nhiễm biến thể Omicron. An Yên theo The Zone. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.